xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn trở lại kênh Huy Phúc Ô Tô. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Huy Phúc Ô Tô sẽ tiếp tục review và chào bán tới quý anh chị một mẫu xe được đến từ thương hiệu Nhật Bản, chiếc xe RAV4 sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2008, phiên bản số tự động. Cách đây một vài hôm thì em có quay và chào bán tới quý anh chị một mẫu xe RAV4 bản Limited sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2007. Và chiếc đó thì hiện tại thì em đã có khách đặt cọc rồi. Ngày hôm nay thì em tiếp tục về một mẫu xe RAV4 cao đời hơn chiếc RAV4 trước một đời. Chiếc này sản xuất năm 2008 và là bản tiêu chuẩn quý vị nhé. Bản hôm trước là bản Limited và bản hôm nay là bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn thì trang bị option không được bằng bản Limited. Tuy nhiên là về phần chất lượng thì chiếc xe này có phần chất lượng nhỉnh hơn chiếc xe RAV4 năm 2007 em mới giới thiệu cách đây một vài hôm. Và đặc biệt là chiếc xe này có cái màu xám xi măng rất là đẹp. Màu này đang rất là hot trên thị trường mọi người nhé. Xe biển số Hà Nội. Về chất lượng thì chiếc xe này rất là tuyệt vời luôn. Xe được sở hữu một khối động cơ 2.4 biển số Hà Nội. Mọi người có thể nhìn qua một vòng về thân vỏ của chiếc xe RAV4 này. Và sau đó em sẽ đi chi tiết để cho quý vị anh chị chiêm ngưỡng và đánh giá chất lượng của chiếc xe này mọi người nhé. Chiếc xe RAV4 sản xuất năm 2008 này có gì? Thì bây giờ mời mọi người, em sẽ quay chi tiết để cho quý vị anh chị có thể đánh giá được chiếc xe này nhé. Phần đầu của xe thì cặp đèn pha, em sẽ zoom sát lại một chút. Cặp đèn pha còn tương đối là đẹp, sáng, không có dấu hiệu của sự mờ bóng, không có bị hấp hơi nước bên trong này mọi người nhé. Chóa đèn còn rất là sáng luôn. Và từ đèn thì đã có đèn xe lông rồi, đèn siêu sáng, nước sơn. Sơn, các bạn có thể nhìn sơn cực đẹp luôn. Nhưng mà quay ở góc độ chéo này thì mọi người xem này. Sơn cực đẹp mọi người nhé. Trở lại với phần đầu của xe thì mặt ga lăng và biển số Hà Nội. Tất cả phần thân vỏ bên ngoài keo chỉ rồi là đinh bấm còn zin đét luôn. Nhấn mạnh với mọi người luôn là chiếc xe này máy móc còn zin luôn. Tất cả đều zin đét đẹp luôn nha mọi người nhé. Đèn pha phía bên phụ cũng còn cực đẹp luôn. Cặp đèn pha thì rất là đồng đều, sáng đồng đều nhau. Về phần va chạm đâm đụng thì bên em cam kết cho mọi người luôn nhé, xe không có đâm va. Và vỏ thì cực mỏng luôn. Em quay thì em nói thì mọi người có thể là không thấy nó đẹp lắm, nhưng mà khi mà quý vị anh chị về đứng trước xe thì quý vị anh chị sẽ thấy là chiếc xe còn cực đẹp luôn. Xe này tại thời điểm 2008 thì có giá tầm khoảng gần 2 tỷ quý vị nhé. Và hiện tại bây giờ thì bên em đang chào bán mẫu xe này với giá cực kỳ hợp lý. Quý vị anh chị nào mà thôi, cái giá thì về phần cuối video thì em sẽ bật mí cho quý vị về cái giá của chiếc xe này. Em nói trước về giá của chiếc xe này thì xe đẹp nên em sẽ bán giá sẽ không thấp như những chiếc xe xấu, xe nát đâu mọi người nhé. Về phần na răng này, na răng đúc và rất là sáng luôn. Còn những xe của Nhật, cho thị trường Nhật mà làm cho thị trường Mỹ thì các bác biết rồi đúng không ạ? Đều có cái tiêu chuẩn rất là cao. Lốp rất là dày luôn. Xe có cảm biến lốp theo xe mọi người nhé. Cảm biến áp suất lốp. 4 quả lốp thì như mới rồi. 4 quả lốp cực đẹp luôn. Phần thân vỏ phía bên phụ sơn cực đẹp.
tay nắm mở cửa ngoài mạ chrome. Sơn xi rất là sạch sẽ và đẹp mọi người nhé. Chiếc xe này thì quý vị anh chị mua về chắc chắn là không phải làm bất kỳ một cái gì cả. Lốp para răng phía sau. Lốp này là lốp bên phụ mọi người nhé. Lốp cực dày luôn, dày bịch luôn. Khoang cốp phía sau. Keo chỉ cực zin luôn. Keo chỉ zin mọi người này. Về cửa hàng bên em thì cam kết và đảm bảo cho mọi người nhé, xe keo chỉ zin. Nếu mà quý vị anh chị về xem mà chiếc xe này mà bị mất keo chỉ chẳng hạn thì bên em sẽ hoàn toàn chi phí tiền đi lại cho quý vị nhé. Keo chỉ rất zin luôn. Các cái phần nhựa phía sau này, phía trong xe này, quý vị anh chị có thể quan sát này. Không hề có một vết xước nào luôn nhé. Rất là đẹp. Và chiếc xe này thì là chiếc xe 5+2 quý vị nhé. 7 chỗ 5+2. Hai hàng ghế phía sau này có thể bật lên được hoặc là gấp xuống để trở thành một cái khoang đồ phía sau rất là rộng luôn. Máy móc zin. Nội thất đẹp, sạch sẽ. Cặp đèn phía sau này. Đèn zin theo xe quý vị nhé. RAV4 sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2008. Bây giờ em sẽ đi vào phần nội thất, giới thiệu các cái tính năng. Chiếc RAV4 này thì là một chiếc xe 7 chỗ 5+2 và được trang bị bộ ghế da nội thất màu đen, tappi tablo màu đen. Rất là đẹp, sang trọng. Sẽ quay từng cái tappi một chi tiết, rất là chi tiết luôn. Đây là tappi của cánh phía bên phụ. Tappi màu đen. Keo chỉ thì đảm bảo mọi người là zin 100% rồi. Ghế da cực đẹp luôn. Xe chạy năm 2008 đến bây giờ là 12 năm rồi. Đấy. Và ghế da còn cực đẹp này. Ghế da zin theo xe luôn mọi người nhé. Chiếc xe này thì chạy là 9 vạn, hơn 9 vạn một chút. Và tí nữa sang bên phía bên lái xem sẽ bật tắp lô cho mọi người xem. Cam kết mọi người là 9 vạn chuẩn luôn nhá. Đấy. Ghế da phía bên tài này. Đây là chiếc ghế được sử dụng nhiều nhất này. Và ghế da chỉ có bị hơi nhăn lại một chút thôi. Chỉ hơi nhăn và sờn một chút ghế bên tài. Còn lại những cái ghế phía bên phụ và ghế sau thì gần như là mới luôn. Vô lăng. Quý anh chị ấy quan sát cái vô lăng thì quý anh chị biết này. Lăng cực đẹp luôn nhá. Gần như là không có vết chảy xước nào luôn. Xe chạy 9 vạn thì quý vị anh chị có tưởng tượng là 10 12 năm mà chạy 9 vạn thì sẽ chạy ít như nào. Đây mặt táp lô này. Xe thì được đắp thêm cảm biến lùi này. Chiếc xe này thì có để em đếm xem có bao nhiêu túi khí nhá. Một túi khí trên vô lăng này. Một túi khí trên phía bên phụ này. Là 2 này. Hai túi khí ở hai bên cột chữ A. Là 4 túi khí mọi người nhé. Còn khí ở bên
bên hông này có hai túi khí mọi người nhé. Đây, khí bên hông này. Đấy, đối diện bên kia hai bên hai túi khí là 6 túi khí mọi người nhé. Còn bên dưới này, kéo xem, bên dưới này hai túi khí nữa này. Đấy, hai túi khí bên cột phía sau này nữa. À, tổng thể là 8 túi khí quý vị nhé, 8 túi khí. Như vậy chiếc xe này trang bị 8 túi khí. Ở đây là nội thất, cái bọc da của hàng ghế phía sau. Da thì siêu đẹp luôn mọi người nhé. Em đảm bảo với mọi người luôn là bộ ghế da này ghế da zin theo xe, chưa hề có bọc lại một chút nào luôn. Đây, hộp số tự động này. Hộp số tự động. Đây, quý vị anh chị có thể quan sát cái củ số này. Thì quý vị anh chị có nhìn thấy là xe chạy ít như nào. Nếu xe chạy nhiều thì củ số này sẽ mờ bóng, chảy xước đi rất nhiều. Thì củ số này quý vị anh chị quan sát cực đẹp luôn. Tất cả cái phần nhựa mặt táp lô, táp ly, quý vị anh chị có thể quan sát này. Tất cả cái đường vân trên táp lô này còn gần như là mới luôn nha quý vị nhé. Xe đi cực ít luôn ạ. Với phần giải trí thì chiếc xe này được trang bị đầu DVD Peeler khá nổi tiếng. Xe có cam lùi và cảm biến lùi đầy đủ rồi quý vị nhé. Em sẽ quay chiếc xe này nó chi tiết một chút nhé. Đấy, chi tiết như các cái chi tiết về tay cầm của hệ thống phanh này thì quý vị anh chị cũng để ý này. Còn gần như là mới luôn. Bệ tì tay. Xe này thì có cảm biến áp suất lốp theo xe này, có cruise control. Đây là phần cruise control này. Ga tự động. Khi quý vị anh chị lên cao tốc thì quý vị anh chị đặt ở chế độ cruise control. Chỉ quý vị anh chị chỉ cần bấm nút thôi, không cần phải đạp chân ga, chân phanh nữa. Khi quý vị gần dừng hoặc là đỗ lại thì quý vị anh chị mới cần dùng đến chân phanh. Đấy. Gương kính chỉnh điện mọi người nhé. Có gương kính chỉnh điện luôn. Hệ thống trần nỉ nguyên bản. Theo đánh giá chung của em thì đây là một chiếc xe cực chất luôn. Chất hơn cái chiếc xe RAV4 2007 bản Limited rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái bản Limited thì là nó trang bị được nhiều hơn. Bản Limited thì hơn bản này là có ghế chỉnh điện, có vô lăng tích hợp phím bấm. Nhưng mà về độ chất, về máy móc và thân vỏ thì chiếc 2007 không bằng chiếc này của em luôn mọi người nhé. Đây là phần mắt tappy của cánh phía sau bên tài. Và đương nhiên là chiếc xe này thì được trang bị hệ thống loa âm thanh cực kỳ là hay luôn mọi người nhé. Loa JBL luôn. Loa cực hay. Và đây là phần tappy của cánh phía trước bên tài. Quý vị anh chị có thể để ý này, những cái tay nắm cầm tay của mở cửa của phía bên tài này là những cái phần mà được sử dụng nhiều nhất. Và các cái nút bấm sử dụng điều chỉnh gương kính này gần như là còn rất là mới luôn. Hoa văn ở trên các cái tappy này còn cực đẹp luôn mọi người nhé. Gần như là không có dấu hiệu của sự mai phai mờ của sàn đáng mấy. Ok, và bây giờ em sẽ quay cái phần khoang máy cho mọi người một chút nhé. Trước khi quay phần khoang máy thì em sẽ để máy lên. Đấy. Xe thì chạy 9 vạn 2 và
không có bất kỳ vào lỗ nhỏ nào mọi người nhé. Không có báo lỗi trên phần mặt tắp ti, mặt hiển thị của đồng hồ. Đấy, bây giờ mời mọi người ra phần khoang máy nhé. Và đây là khoang máy của chiếc xe. Với chiếc xe RAV4 này thì được trang bị khối động cơ là 2.4. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 10 đến 12 lít trên 100 km hỗn hợp mọi người nhé. Cái khoang máy thì bên em đã dọn rửa rất là sạch sẽ rồi. Máy chạy rất là êm, rất là sạch sẽ. Với khối động cơ 2.4 thì đủ đưa chiếc xe kiểu dáng SUV và chở 7 người chạy trên mọi nẻo đường luôn. Vâng, và em vừa mới giới thiệu cho mọi người mẫu xe RAV4 sản xuất năm 2008 phiên bản số tự động. Quý vị anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline của cửa hàng bên em 0947 535 262 hoặc là 0983 569 097. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các clip lần sau ạ.